Duy Khánh và Puka ở ngoài đời là cặp chị em thân thiết của showbiz Việt. Hai người cùng anh chàng Kim Tuấn Kiệt tạo nên mối quan hệ kiềng ba chân cũng giống như Hòa Minzy, Đức Phúc và Ezic. Trong lần nhập ngũ này, Puka là người chủ động rủ Duy Khánh tham gia. Cô nàng cũng hứa sẽ bảo vệ Duy Khánh vượt qua khó khăn và hoàn thành mọi mục tiêu. Duy Khánh tuy là con trai nhưng lại mang một tâm hồn hết sức mỏng manh. Chỉ cần nghe thấy tiếng súng nổ anh cũng giật mình, hay là nghe tiếng người khác dọa anh cũng ngất xỉu ngay. Trong 7 ngày nhập ngũ anh chàng đã khóc rất nhiều, nhưng may mắn bên cạnh anh lúc nào cũng có người chị Puka luôn hết lòng động viên. Thế nên anh từng nói, chị Puka ở đâu chắc chắn Duy Khánh sẽ ở đó. Theo chia sẻ của anh Tú, Puka là một cô gái cực kỳ thông minh, nhanh nhẹn và khỏe mạnh. Nhìn bên ngoài mọi người có thể lầm tưởng cô công chúa ấy yếu đuối mỏng manh dễ vỡ, nhưng sự thật thì không phải. Anh Tú từng thừa nhận nếu như Hòa Minzy và Puka cùng gặp khó khăn trong một nhiệm vụ mà anh chàng chỉ có thể cứu được một người thì anh sẽ bỏ lại Puka, bởi vì anh tin rằng chắc chắn Puka sẽ có thể tự mình vượt qua được. Trong ngày nhập ngũ đầu tiên, Puka trở thành tiêu điểm gây chú ý khi liên tục mắc phải những sai lầm quân ngũ. Cô thiếu nghiêm túc khi cấp trên hỏi về thông tin cá nhân. Cô mang quá nhiều đồ thừa thãi khi nhập ngũ. Cô từng bị thủ trưởng dọa đuổi ra khỏi hàng vì cười đùa trong lúc báo cáo. Mọi người đang rất lo lắng cho cô gái này, bởi vì ngoài đời Puka là một người hay đùa và hay trêu chọc mọi người. Tính cách đó không phù hợp trong môi trường quân ngũ. Puka cũng từng tiết lộ, ban đầu cô chưa có ý định nhập ngũ, nhưng chỉ vì câu nói để anh lo của chàng ca sĩ ST Sơn Thạch mà cô đăng ký tham gia. Puka và ST Sơn Thạch được cho là từng có mối quan hệ đặc biệt. Trước đây có một thời gian hội đẩy thuyền xe duyên cho hai con người này. Nhưng từ khi tin đồn Puka và Kim Tuấn Kiệt hẹn hò trở nên rầm rộ, thì anh chàng ít xuất hiện với Puka hơn. Trong ngày nhập ngũ thứ hai, thử thách đầu tiên sẽ là thức dậy đúng giờ. Đây là một thử thách được xem là rất khó với nghệ sĩ, đặc biệt là diễn viên Puka, vì cô nàng đã quen ngủ nướng suốt 30 năm nay. Theo như tiết lộ, Puka từng bị phạt rất nặng vì không hoàn thành mục tiêu. Một cô gái mạnh mẽ từng phải uất ức, khóc lóc vì thấy bản thân mình kém cỏi như vậy. Không ai khóc vì mình bị phạt nặng cả, người ta chỉ khóc vì bản thân không được như mình kỳ vọng. Chính những giọt nước mắt ấy sẽ làm cô ấy đó trở nên mạnh mẽ hơn, hoàn thiện hơn. Duy Khánh cũng từng rất nhiều lần đòi bỏ về vì bất lực trước những thử thách của chương trình. Thế nhưng nhờ sự động viên của tất cả mọi người, đặc biệt là đồng chí Cẩm Thơ, Duy Khánh vẫn hoàn thành tốt 7 ngày nhập ngũ của mình. Các bạn có ủng hộ đồng chí Cẩm Thơ và đồng chí Duy Khánh không? Hãy để lại ý kiến ngay bên dưới phần bình luận nhé! Nhớ bấm đăng ký và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những tin mới nhất của Sao Nhập Ngũ 2022.